nhớ rằng ý trong phong trào y số lần số tu trong xe nó cũ là cho bây giờ đầu xí cho cỡ bao giờ hay thì à bây bộ chỉ nhau thọ và chữ trao cho và tư tua là ấy là tư chỉ nó bây cho lụt thọ là bây bộ chỉ nhau thọ trao lại thi à cho con cho cụ xí cho cỡ ok chỉ cụ khi co thì xí cho bây là cỡ ok nhớ cho phong đạo systematic theology tu sau do Wayne Grudem trong ít chế cho bùa cho chập lao page nhớ na thì gì o o khỏi đi nữ hạt tia should we pray for the date bê bộ chỉ nhỏ thọ và chữ đầu tu và to là à nữ hạt lý nó the fact that the souls of believer go immediately into God's presence means that we should not pray for the date. Sa tao tia bê chỉ chỉ nhỏ thọ tao tu nên tua là vì tao nữ thảo nữ tua đó tôn dân giê xu thảo nữ tua đó nữ tư mù nhớ rõ và chữ là mà nữ hành dĩ lý nó there is no indication that this was practiced in any Christians at the time of the New Testament nor should it have been sa tao nhớ rõ và chữ cho lù tia chia pao chia chỉ bỏ sau mua khi hai tia có bê thảo và chữ tao cho và tua đó là once believer die, they enter into God's presence. Thảo tùn chân Yesu tùa nữ yên mù nhỏ trò hò vát chữ lúc xuân thịa lợ. They are in a state of perfect happiness with him. Lời nhỏ trò hò vát chữ lúc xuân thịa bốn phó cho kế tàu rộng ca xìa. What good should it do to pray for them anymore? Yên lý nọ bê yò thò vát chữ trò lợ dì oa tù đá chì. Finally, a final heavenly reward will be based on deeds done in this life. As scripture repeatedly testify. Mà bê kê yó tàu chạy tiên trì đào mà yó yó dê tàu bê kê wà nâng nhó hào lũ tiên tê nọ thọ chẳng mô cho xìa sư. Nhà bê mù sáng nhớ tàu y kô nền thọ chông bê ngì kào cho cổ trí o kô nền thọ chông trí ngì kào. Further, the soul of unbeliever who die go to a place of punishment and eternal separation from the presence of God. Mà yếu mô sáy cho chính chân chú Yêu-xu thảo lợi tuôn và lợi tuôn chú bì yếu mô nhỏ tối khó thơ cho kế chí tỏ. Thế yếu nhảy đỡ và chú lúc xuân thịa mù ít chí lì. It should do no good to pray for them either. Bây chí chí nhỏ yếu thảo và chú tỏ cho chú bì và cho nâng và tư tua là lời chính chân phát triển là bế cụ chỉ nhau thỏ đỏ là thế. Since the final destiny has been settled by their sin and their rebellion against God in this life. Vì đó khó thì là cho họ kể lời sáng đó tư là tư giới chỉ xe rong lợi. Là vì lời chừng chúa kế chào chứ mô tù rả lời lúc gì đâu lợi. Thì là cho kế tờ trả và chứ nở ô đó lợi nhảy nở và chứ mù ít chỉ lì. Bế chỉ tôi dành cho mù lòng tao nên dây đầu lỡ lúc nâng thảo lỡ nâng nhó lỡ ô lý trả lỡ tao chạy lên đó. To pray for the dead, therefore, is simply to pray for something that God has told us has already been decided. Yà bế thảo vã chữ cho tôi thì chạy tao ý à thì bế yà bế chẳng yếu thảo vã chữ cậu vã chữ lòng vã chữ cho lũ vã chữ tao cho chê nhó hào phong tao nà nà cậu vã chữ lòng vã chữ cho lũ mà yà lên đó bế chỉ chỉ nhó ô lên đó. Moreover, to teach that we should pray for the dead or to encourage others to do so would be to encourage false hope that the destiny of people might be changed after they die. Mà nhà bây chừng thảo vã chữ tao cho chó và tua lời thiên này chứ bây khía chỉ thư lời nó nè bây và khía chỉ giao trở vã chữ tao lời thiên chỉ đàn lên thờ bây chừng mỗi cho cái cho lù chúa tao cho nên chừng nhỏ hay thì bây chừng mỗi bằng sự lòng tàu lợi lúc nâng, thảo lợi tùa lợi lo chẳng mất bằng sự lòng tàu lợi lúc nâng. Bảo chờ mù nhỏ trò khó chờ tàu rong, khó chờ tàu nhẹ, đi ưu lý nọ tàu thế mà có nó chỉ do lợi. Something which scripture no way encourages us to think, và chữ cho lù chỉ tàu có bế ua linh đạo. It may lead people to much useless anxiety and much time essential wasted in prayer. Hồn đơn ghi bế cho tê lù bế thỏ sư, nà chỉ chỉ nhỏ bế yếu lòng thỏ trò tê giả dòng nên nó, ổ vã chú tư chỉ xí ta thảo ổn nhỏ lợi. That could be made for events
for this life. Thảo ơn nhỏ, có lần giải yếu trí xù thì có tạo giải kế chế đi, thì có tôi có một đó và chú nhỏ. Thì có ơn nhỏ, có chỉ cả lần giải trí xù, có chỉ cho có thể kế chào nhân trí xù thì thảo có tôi thì nhân mù nhỏ đó có thể cho nhị thiên giải và chú mùi xì lý ó. Thảo bỏ chá lo chí tạo lợi vì đó khó thì và chú chất dị trần đại lý tế hào lý bế hoa thế thảo bế chào ơn nhỏ xưa nơ. We should spend time praying according to God's will. Yalin da be yo chu. Tho va chu li va chu lu shen ye su. E tho tho yo va chu lu shen ye. Na tho yo chai da va chu lu shen ye. E tho mo tho va chu tao ko va chu long tu tin nang to na ko na tu ru pi mo pe mo da mo to tao. Ke vi do kho te va chu yo che si nyan dai da li te hao lu tao ne chao na nyo. Tia tho kin chang tao ne chao na nyo da ne chang su. Nóng nào cho bế cờ, cho thì bế bộ trí nhỏ thỏa và trí trọng tù tù lại. Để lo lụt tế, trí thỏa, trí nhỏ lại.